Rồi thầy giải nick số 2 các em nhé. Ở nick số 2 này, vòng trường 11 này thầy sẽ giải kỹ. Thầy sẽ giải kỹ các vấn đề luôn ha. Bài thi số 1. Rồi, bài này thầy đã giải kỹ ở nick số 1 rồi. Đáp án của nó hình như là trừ 36 các em nhé. Trừ 36. Đúng rồi. Nick số 1. Các em quay lại coi. Cái này cũng giải ở nick số 1 rồi. N. N sẽ bằng 5. Là nhân với 1 phần 10 mũ 5. Là sẽ thành là số chia cho 10 mũ 5 là dấu phẩy nó sẽ dời từ số 9 qua lên, dời lên. Nó dời lên 5 chữ số ha. Rồi bài này khó đây. Suy nghĩ một chút. Rồi bài này các em lấy nháp ra các em làm theo theo thầy nè. Số thứ nhất thầy gọi là A, số thứ hai gọi là B, số thứ ba gọi là C. Vậy là A phần 2 sẽ bằng B phần phần 3. Số thứ nhất và số thứ ba như vậy là A phần 4 sẽ bằng B phần phần 9. Như vậy mình bắt cầu. Bắt cầu thì các em sẽ có là A phần này nhân cho công thức thứ nhất là nhân hai bên cho 1 phần 4, công thức thứ hai nhân hai bên cho 1 phần 3. Vậy ta có A phần 8 bằng B phần 12 và bằng C phần 27. Cái này mình cũng làm khá nhiều lần rồi các em nhé. Đây, thầy thu nhỏ lại đây. Như vậy là mình sẽ có là A trên 8 là bằng B trên 12 và bằng C trên 27. Bây giờ ta đặt nó bằng K đi ha. Như vậy các em sẽ có A bằng 8K, B bằng 12K và C bằng 27K. Giờ tổng 3 cái lũy thừa bậc 3 của 3 số đó, như vậy là 8K nè. 8K mũ 3 ha. 8K mũ 3 các em cộng cho 12K mũ 3 rồi cộng cho 27K mũ 3 thì nó bằng âm 109. Rồi từ đây các em suy ra K thôi. 8 mũ 3 cộng 12 mũ 3 cộng 27 mũ 3 thì bằng 21.923. Như vậy là trừ 1009 chia cho đáp án đó. Rồi các em lấy kết quả là K sẽ bằng gì? Xin lỗi các em nha. A phần 4 bằng B phần 6 và bằng C phần phần 9. C phần 9 mới đúng. Rồi như vậy A sẽ bằng 4K. Các em coi lại khóa học V72 ha. Các em sẽ thấy là C phần 9K. Rồi từ đây ta tìm K các em nhé. K mũ 3 sẽ bằng âm 109 chia cho mở ngoặc 4 mũ 3 cộng 6 mũ 3 và cộng cho 9 mũ 3 là bằng trừ 1. Từ đây suy ra K sẽ bằng trừ 1. K bằng trừ 1 thì các em suy ra là A cộng B cộng C sẽ bằng 4K cộng 6K cộng 9K, tức là 19K. 19K mà nhân cho âm 1 sẽ bằng âm 19 ha. Vậy các em nhé. Âm 19 ha. Rồi tiếp tục. XY tỷ lệ thuận thì X1 trên Y1 sẽ bằng X2 trên Y2. Như vậy từ đấy X1 sẽ bằng gì? Y1 nhân X2 và chia cho Y2 các em.
Y1 là mấy? Y1 là 24/9 nhân cho X2 là nhân trừ 6 và chia cho Y2. Xin lỗi, Y1 là bằng 2/5 nhé. Y1 là 2/5 nhân cho X2 đó là trừ 6 và chia cho Y2 là 24/9. Cái bấm máy thôi. 2/5 nhân trừ 6 chia cho 24/9 trừ 9/10 tức là bằng trừ 0,9. Các em ngẫm nghĩ lời thầy đó, các em sẽ làm được thôi. Giờ thì cần ra đáp án nhanh đó, thành ra mình đỡ mất thời gian. Ba góc BMC tỷ lệ thuận, góc M cũng chính là góc A thôi, các em. M bằng góc A, ba giác, hai giác bằng nhau mà. Như vậy là góc A BC là tỷ lệ với 5/43. Góc A chính là góc M, vậy là 5/. Góc B là 4/ và góc C là 3/. Vậy tổng số phần là 5 cộng 4 cộng 3 là 12. Lấy 180 chia cho 12. Vậy mỗi phần là 15 độ. Như vậy góc A chiếm 5/. Là 5 x 15 sẽ bằng 75 thôi nhé. Rồi bài này thì dễ rồi. Ta lấy âm 1/2 tất cả mũ 3 chia cho âm 1/2. 1/4 em, x sẽ bằng 1/4. Thử lại đi. Con mèo. Cái bấm máy thôi. Nguyên cái ngoặc đơn này thực ra là mũ 0 các em nhé. Vậy bài toán này là thực ra là 1/4 cộng cho 2/3/4. Đáp án 3. Con heo. Tìm x nguyên lớn nhất để b dương. Cái này ta giải nhiều trong V71 rồi. Rồi các em dùng chức năng giải hàng loạt ở trong bài giảng cuối cùng của V71 á, các em sẽ tìm được cái số nguyên x là bằng 2 là lớn nhất. Lớn nhất để hai cái này nhân nhau nó vẫn là dương. Chắc chắn luôn ha. Rồi con khỉ. Các em vẽ hình nhanh. Đây là một bài toán cơ bản trong khóa học V72 các em nha. Như vậy các em sẽ dùng kỹ thuật trong khóa học V72 á, các em sẽ tính được góc BOC. Góc BOC sẽ bằng bao nhiêu? Đầu tiên các em lấy 180 trừ cho 120 đã thì sẽ ra 60. Như vậy là tổng của góc B và góc C là bằng 60. Như vậy là một nửa góc B cộng một nửa góc C là bằng 30. Lúc đó góc BOC sẽ bằng 150. Góc BOC bằng 150 các em nhé. 150 trừ cho 2 góc 30. Như vậy còn lại góc IOK là bằng 90 độ. Các em vẽ hình ra các em sẽ hiểu lời thầy nói thôi. Rồi. Ủa, còn con nữa đó, ở đây. Chạy đâu. Rồi bài toán tỷ lệ thuận các em nhé. Bài toán tỷ lệ thuận. Thuận nghịch gì đó. Nói chung là bài toán tỷ lệ ha. Rồi các em nghe lời thầy giảng này, lấy cái bảng ra, lấy cái bảng nháp ra. 30 người thì 8 ngày, 10 người thì A ngày. Đây là bài toán tỷ lệ nghịch. Cho nên là các em lấy số người nhân số ngày nó sẽ bằng nhau. 30 x 8 sẽ bằng 10 nhân A ngày. Vậy A sẽ bằng 30 x 8 và chia cho 10 thì bằng 24 ngày. Như vậy là gì? Ồ xin lỗi các em, thầy làm sai. Tăng thêm 10 người chứ không phải là 10 người. Như vậy lúc đầu là 30 người thì bây giờ là 40 người. 40 người mất A ngày, như vậy là 30 nhân cho 8 chia cho 40 là bằng 6 ngày. Vậy 40 người chỉ mất 6 ngày là xong thôi. Nhưng mà nếu các em nhập 6 vô đây là các em ăn đòn ha. Thì bình thường làm 8 ngày mà giờ làm 6 ngày, như vậy mình được giảm 2 ngày. Cẩn thận nghe không, tôi bị lừa các em.
Rồi, tam giác góc B bằng góc N 90. Rồi AC, cái vẽ hình ra được. Cái này ngẫm ngẫm là chết á. Tam giác ABC. ABC với lại tam giác MNP. Trong đó góc B là bằng 90, góc N 90. Rồi AC thì bằng MP. AC là bằng MP nè. Góc C bằng góc M. Góc C bằng góc M. Như vậy là hai tam giác này bằng nhau ha. Theo trường hợp là cạnh huyền góc nhọn sau này các em sẽ học. Lúc đó mình xác định tương ứng là ABC PNM. ABC PNM. Đây cái đầu tiên đúng nha. Vẽ hình ra thấy à. Rồi tiếp tục. Góc C sẽ bằng 180. Góc C ngoài sẽ bằng tổng hai góc trong kề với nó, lấy 54 cộng 46 luôn các em. Ngẫm nghĩ lời thầy đi, 100 ha. Bằng 100. 25 người. 25 người 3 ngày 30 kg. 18 người 5 ngày bao nhiêu ký, thì cái này cũng dễ thôi. Bây giờ 25 người nhân 3 ngày. Giờ mỗi người là ăn. Mỗi người là ăn k đi, k ký đi. Mỗi người là ăn k ký thì các em lấy 25 nhân 3 nhân k. 25 nhân 3 là bao nhiêu? 75 không? 75k là bằng 30. Như vậy sức ăn của mỗi người đó là 30 chia cho 75 là bằng 2/5, tức là 0,4 kg. Sức ăn mỗi người là 0,4 kg. Mà giờ 18 người nhân cho 5 ngày rồi nhân cho 0,4 nữa bằng 36 thôi. 36 kg. Bài này giống như là cái bài tính công làm nhà nha. Rồi a nhỏ hơn 1 thì em lấy 0,5 đi. 0,5 thì có em bình phương lên thì nó sẽ càng nhỏ nữa ha. Nó càng nhỏ hơn 1, chắc chắn nhỏ hơn 1 luôn. A nhỏ hơn 1, ví dụ như 0,5 đúng không? 0,5 bình phương lên thì ra 0,25 thì càng nhỏ nữa. Rồi số các giá trị nguyên, số các giá trị nguyên như vậy, các em giải bài toán này đi. Nhân nhau bằng 0 thì từng thừa số. Muốn nhân nhau, muốn mục tích nhân nhau bằng 0 thì từng thừa số. Thừa số này không bằng 0 thì thừa số kia phải bằng 0. Nhờ x phải bằng 0 này. Nếu x không bằng 0 á, thì giá trị đối với x trừ 4 phải bằng 0. Hoặc nếu không bằng 0 nữa thì x mũ 4 là phải trừ 81 bằng 0. Rồi như vậy là ở đây ta có là x sẽ bằng cộng trừ 2 nè, hai số. Còn ở đây các em suy ra là x mũ 2 sẽ bằng 8 bằng 9. 9 bình lên bằng 81, vậy từ đây x sẽ bằng cộng trừ 3. Vậy mình có mấy giá trị? Có 5 giá trị kìa ha. 5 giá trị. Đây x cộng cộng trừ 4, xin lỗi các em. 5 giá trị. 0 với lại cộng trừ 4 với lại cộng. Đó, giờ mình có thể lấy được cái này rồi nè ha. Rồi nít cuối cùng là thầy giải nha. Nít cuối cùng là thầy giải hết tất cả các ô luôn. Rồi bài này kem. X là 3 phần. Y là 7 phần. Vậy 3 phần nhân 7 phần là 336. Vậy 1 phần bình phương là bằng 336 chia cho 21. 336 chia 21 là bằng 16. Vậy 1 phần á, 1 phần nó sẽ bằng 4 hoặc là trừ 4.
rồi x là 3 phần. Vậy mình lấy là x là 3 phần, như vậy lúc bình phương lên là bằng 9 phần bình phương. Y là 7 phần, vậy lúc bình phương lên là 49 phần bình phương. 9 phần bình phương cộng 49 phần bình phương. 9 cộng 49 là bằng 58. Mà 1 phần bình phương là bằng 16. 58 nhân 16 là bằng 928 em. Rồi tiếp tục. Y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là trừ 1/2. Thì các em viết ra ngoài nháp đi, viết công thức ra ngoài nháp đi. Y sẽ bằng trừ 1/2 nhân x. Rồi z tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ là trừ 3/5. Như vậy là y nhân z sẽ bằng trừ 3/5. Vậy z tỷ lệ thuận x bao nhiêu? Y bằng trừ 1/2 nhân x, rồi y nhân z là bằng trừ 3/5. Kết hợp hai công thức ta sẽ có là y đổi thành trừ 1/2 nhân x, rồi nhân cho z thì bằng trừ 3/5. Như vậy x nhân z sẽ bằng x nhân z sẽ bằng trừ 3/5 chia cho trừ 1/2. Vậy x nhân z sẽ bằng 3/5 chia cho 1/2 bằng 6/5 các em. X nhân z sẽ bằng 6/5, tức là x và z tỷ lệ nghịch với nhau. Ủa, tỷ lệ thuận chứ nhỉ? Tỷ lệ thuận chứ. Làm lại coi. Y tỷ lệ thuận với x, vậy y bằng trừ 1/2 nhân x. Z tỷ lệ thuận với y, như vậy là z sẽ bằng trừ 3/5 nhân y. Z sẽ bằng trừ 3/5 nhân y. Z tỷ lệ thuận với y, đúng rồi. Như vậy là z sẽ bằng trừ 3/5 nhân trừ 1/2 nhân cho x nữa. Rồi các em lấy 3/5 nhân 1/2. 3/5 nhân cho 1/2 là bằng 0,3 các em. 0,3. Z sẽ bằng x nhân 0,3. Tức là z tỷ lệ thuận với x theo hệ số 0,3 ha. Rồi tiếp tục. Cái này các em giải bằng tay luôn cho rồi. Bên phải là ra 1/6 mũ 5. 8 trừ 3 là ra 5. X bằng 1. Quá dễ. Số số hạng của dãy này là nít 1 thì làm rồi. 1008. Rồi bài này ở nít trước thầy làm rồi, nhưng mà thầy chưa có chữa. Chưa có chữa kỹ ha. Bây giờ thầy chữa kỹ. X cộng 16 trên 9 bằng y trừ 16, trừ 25 trên 16 bằng z cộng 9 trên 25. Z cộng 9 25. Rồi ở bài này chữa kỹ luôn rồi. Chữa kỹ luôn rồi các em. Thầy lộn bài. Thì thầy nhớ không làm là x bằng bao nhiêu ta? Trời ơi, không nhớ nữa. X bằng 16 chia 2. 16 chia 2 là bằng 8. Vậy x bằng 2. X bằng 2 thì thay thế vào giải. 2. 2 cộng 16 là bằng 18 đúng không? Vậy là 9 y trừ 25. Hình như 3 này cộng lại bằng 100 á. Thầy nhớ không làm là 3 này cộng lại bằng 100. À, nít 1 thầy giải kỹ lắm rồi. Thôi cứ tính cho nó chắc đi. 18 nhân 16. Năm 7. Đúng rồi. Rồi z bằng 41. Cộng lại bằng 100. Nộp. Rồi bài này thì nít trước thầy giảng rồi không? Mà các em không hiểu tại sao ra đáp án. Bây giờ thầy hướng dẫn luôn. Nhưng mà trình độ các em sợ không hiểu nổi chứ.
Cái này tôi cũng nhớ đáp án nữa. 3 mũ n trừ 1. Nó trước chưa giải cái em xin lỗi. Nó sẽ bằng 3 mũ n này. Và nhân cho 3 mũ trừ 1 cộng cho 3 mũ n. Này như có trong V72 ấy. Bằng 28 nhân cho 3 mũ 5. Rồi giờ các em lấy 3 mũ n ra dùng chung. Không. Vậy là tính chất phân phối á, vậy là 28 nhân 3 mũ 5. Rồi đem chia cho cái tổng của 3 mũ trừ 1. 3 mũ trừ 1 tức là 1 phần 3 đó. 1 phần 3 mũ 1 đó cộng cho 9. Vậy là bằng 729 kìa. 3 mũ n là bằng 729. Như vậy suy ra n là bằng 6. 3 mũ 6 thử coi, 3 mũ 6 đúng bằng 729 luôn. Rồi, giá trị lớn nhất đạt được khi x bằng 0 các em, ở nick số 1 thì giải rồi. Cái này ở nick 1 ta cũng giải rồi. X sẽ bằng trừ 2 hoặc là dương 2. Thì lúc bình lên nó ra 4 đó. Rồi trừ 4 cộng 2. Trừ 4 cộng 2 mới ra trừ 2. Rồi cái này x trừ 12 cộng y bình phương thì lớn bằng 0. Rồi y cộng 4 trừ x tất cả bình phương cũng bằng 0. Như vậy là hai cái đó phải bằng 0 hết thì khi bình phương cộng lại mới bằng 0. Như vậy mình có hai dữ kiện nè. X cộng y phải bằng 12. Thì cái ngoặc đơn thứ nhất nó mới ra 0 được. Dữ kiện thứ hai là y. Y trừ x là phải bằng -4. Y trừ x phải bằng -4 thì lúc y trừ x bằng -4 cộng 4 mới ra 0 được. Y trừ x bằng -4 thì x trừ y sẽ bằng 4 em nhé. Vậy đây là bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu nè. Như vậy là x sẽ bằng tổng cộng hiệu chia đôi, 12 cộng 4 là 16, chia đôi là 8. Còn y á thì bằng tổng trừ hiệu chia đôi, 12 trừ 4 là 8. 8 chia 4, 8 chia đôi là được 4 ha. Vậy thôi, 8 cộng 4 là 12. Và 8 trừ 4 thì cũng bằng 4. 12 trừ 2 hết, còn y là 4, 4 trừ 8 là bằng trừ 4, cộng 4 là bằng 0. Đúng luôn. Tiếp tục, chà cái này hơi khó. Cái này các em dùng kỹ thuật so sánh đi. Dùng kỹ thuật so sánh mà thầy dạy trong khóa học V71. Với lại dùng nút sigma luôn các em nhé. Dùng cái chức năng tính tổng quy luật cuối cùng á. Rồi thầy tính. Số hạng tổng quát là 1 trên căn của x. X chạy từ 1 tới 100. Đó. Để tính cái này ra. Để máy nó tính. Máy tính có khả năng là hơi lâu ha. Rồi máy tính ra rồi các em. Máy tính ra là cái biểu thức A này sẽ bằng 18,589 ha. Mà 18,589 thì nó lớn hơn 10. Các em tham gia khóa học V71 và V72 để được biết cái chức năng, những cái chức năng mà các em chưa hề biết nha. Tính nhanh á. Rồi, như vậy là ta đã hoàn thành xong cái nick số 2. Thầy sẽ giải tiếp nick số 3 cho các em. Các em nhớ đăng ký cái kênh phụ của thầy em nhé.